vua kiên trì, vị follower thách đố đếm nước biển. Nam TikToker liền chấp nhận thử thách và kết quả hết hồn chim én. Những tưởng trò chơi test nhân phẩm nổi lên rầm rộ trên mạng xã hội là đếm hạt thanh long hay đếm gạo sẽ không có đối thủ. Thế nhưng ứng cử viên mới là nam TikToker điển trai sau đây sẽ cho dân tình biết thế nào là đẳng cấp khi chấp nhận thử thách đếm nước biển từ follower. Chiêu và relax này khuyến cáo không phù hợp với những người thiếu kiên nhẫn. Riêng anh đã đẹp trai, còn có tính kiên trì thì xứng đáng là good boy. Hợp lý. Tuy anh chiều lòng follower tới bến, nhưng con dân lại vẽ ra viễn cảnh khác. Nhỡ đâu anh trượt vỏ chuối, quên ngang con số mình vừa đếm được thì ôi rồi ôi. Nhưng thành quả nhận lại khiến dân tình há hốc. Chắc là anh đã mỏi tay và đau lưng rất nhiều. Được của nó đấy. Ai bảo water, nước là danh từ không đếm được thì vào đây chết nha. Vì một khi trùm nghị lực đã ra tay thì cả top top phải dè chừng. Rảnh nhất TikTok là đây. Những con người kiên trì nhất tôi từng biết. Đếm xong khờ luôn. Anh này cua ghẻ chắc cua hết đời mới thôi. Bạn có nghĩ thử thách đếm nước này là khó nhất chưa? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.